Xin chào mọi người. Mọi người thấy gì chưa? Đây là bồ câu Titan Thái siêu thịt nhé. Thì cái loại giống này thì mình vừa mới nhập bên Thái Lan về, mình nhốt tạm vào đây. Lát nữa mình sẽ nuôi nó trong nuôi quần thể trước khi mà mình phân cặp. Cặp bồ câu Titan Thái siêu thịt trông rất là đẹp và bắt mắt này. Đấy, lát nữa thì mình sẽ nhốt chung vào trong một cái lồng như thế này. Mình bắt hết những cái cặp giống mình mới nhập về, mình thả vào đây. Tại vì cái giống bồ câu này thì cái hiện tại thì cái tháng tuổi của nó là 2 tháng anh em nhé. Thì mình nuôi khoảng 1 tháng nữa thì mình bắt đầu mình tách nó ra. Nhiều anh em nuôi thì cũng hiểu là tại sao mình phải nuôi quần thể này trước đối với những cái cặp chim còn non. Tại vì khi mà mình nuôi quần thể như vậy thì nó có một cái điều kiện làm sao mình tạo một cái điều kiện sinh sôi và phát triển tốt nhất cho những cái cặp chim còn non. Tại vì anh em cũng hiểu đơn giản này, kiểu như là bây giờ một đứa bé đi, thì nơi khi mà nó còn nhỏ đấy thì mình tách nó ra liền, mình tách nó ra khỏi cái môi trường nó đang sống, thì kiểu như là nó bị hụt hẫng đấy. Mình nói nôm na thôi thì kiểu nó hụt hẫng. Thì nó cũng chim bồ câu nó cũng giống như người thôi. Trước khi mà mình tách nó ra để cho nó trở thành một cặp bố mẹ thì mình cũng phải cho nó khoảng thời gian nó lớn chứ, đúng không ạ? Phải cho nó cặp một khoảng thời gian nó lớn. Thì mình nuôi quần thể này tầm khoảng 1 tháng nữa thì mình bắt đầu mình tách nó ra, thì lúc đó nó cũng lớn rồi. Trong quá trình mình nuôi quần thể này thì mình cũng chăm sóc nó cũng rất là tốt, rất là kỹ, thì nó mới có thể trở thành bồ câu bố mẹ được. Các bạn hiểu đơn giản như vậy đúng không ạ? Cũng rất là dễ hiểu thôi. Tại vì cái đặc tính của những cái loại chim á, thường thường là nó như vậy. Cặp chim bồ câu Titan Thái siêu thịt của mình thì mình sẽ bắt hết và nuôi quần thể. Tại vì cái loại những cái loại chim này mới nhập về thì nó cũng tương đối còn nhỏ. Tại vì hôm qua mình nhập về thì cái mình thả tạm vào đây thôi, thì hôm nay mình mới bắt ra. Thì nếu mà đúng ra nếu mà mình bắt về thì mình phải thả vô kia liền. Thì hôm nay mình nói chung là mình bắt như vậy thì mình mới làm clip cho anh em được. Vì nhiều anh em mới nuôi chim thì nhiều khi cũng không hiểu là nuôi chim thì hiện tại nó như thế nào, hay là đầu ra ra sao, hoặc là trong quá trình nuôi thì mình có những cái cặp nó tốt đấy thì mình có thể làm giống, thì để nuôi những cái cặp như vậy lên trở thành cặp bố mẹ thì mình phải chăn nuôi như thế nào đấy, thì mình cũng chia sẻ cho anh em luôn. Có những cái thông tin hoặc là những cái kinh nghiệm gì mình nuôi thì mình sẽ chia sẻ hết sức là nhiệt tình cho anh em. Tại vì trại Minh Dũng mình là có kinh nghiệm nuôi chim là khoảng hơn 20 năm rồi anh em ạ. Khi mà nhắc đến ở cái khu vực miền Nam này này, đến nhắc đến trại Minh Dũng thôi thì hầu như ai cũng biết. Trại Minh Dũng mình thì chuyên về bồ câu Titan Thái siêu thịt. Tại vì ở trại mình đánh giá với những cái loại bồ câu khác thì mình cũng thấy cái chất lượng của nó thì nó cũng không có bằng cái loại bồ câu Thái siêu thịt này này. Tại vì bồ câu Thái siêu thịt hiện tại trên thị trường ở Thái Lan hoặc là ở Việt Nam mình cũng rất là ưa chuộng. Tại vì cái thịt của nó khi mà mình làm thịt xong thì nó màu không phải là màu đen mà nó màu trắng. Và nó thịt nó không có tanh anh em ạ. Với lại cái chất lượng thịt của nó rất là ngon nên nó được ưa chuộng. Nên mình cũng ở trại Minh Dũng mình rất là khuyến khích người nông dân nuôi cái loại giống này. Thì ở trại mình cũng cung cấp giống hoặc là với lại bồ câu thịt luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể giao lưu và chia sẻ với trại mình. Không cần mua giống cũng được. Tại vì ở trại mình là anh em mình hay nói là đủ rồi. Nên là cũng rất là hỗ trợ cho anh em nào mà muốn hoặc là muốn giao lưu hoặc là muốn chia sẻ nuôi bồ câu ấy, thì anh em mình cũng rất là nhiệt tình luôn. Mình review những cái clip này là không phải để bán giống nhá anh em nhá. Anh em nắm rõ cái tinh thần như vậy nhá. Mình chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nuôi thôi. Anh em nào nếu thích mua thì ok, mình rất là chào đón anh em. Còn những anh em nào mà cần thông tin ấy, thì có thể lên kênh của mình theo dõi những cái video của mình. Hiện tại thì mình cũng làm được khoảng hơn 50 clip rồi. Thì về rất là nhiều nội dung. Từ quá trình bắt chim về này, rồi cho ăn chế độ dinh dưỡng ra sao này, rồi phân biệt bồ câu chống mái đến cho ăn loại thức ăn gì, cám ra sao. Thì anh em ở trại Minh Dũng cũng làm hầu như những cái clip đó đều có rồi. Thì anh em có thể theo dõi thêm.
Còn đây là anh em có thể theo dõi trực tiếp cái bồ câu giống ở trại mình luôn này. Anh em thấy rõ không? Những cặp giống rất là chất lượng. Còn ở đằng sau mình là những cặp giống là đã trong quá trình đẻ rồi. Như đây là những cặp bồ câu ra ràng anh em này. Cặp này thì tầm khoảng chưa đến 20 ngày. Anh em quan sát thấy cũng có thể thấy là rất là to này. Các cặp chim ở trại mình này thì đều là trong một quá trình vào đẻ hết rồi. Ở trại anh em, những anh em khác thì chắc cũng cho ấp bằng máy. Ở trại mình thì cặp nào mà nó chịu ấp thì mình cho ấp, còn không là mình cho ấp bằng máy hết. Tại vì những cái cặp mà nó không chịu ấp thì nó đạp trứng, nó rơi xuống thì nó bể và nó hao á, thì mình cũng rất là tiếc phí. Vậy mà hầu như ở những cái trại nào anh em mà đầu tư á, thì đều mua thêm một cái máy ấp trứng về ấp để làm sao cho nó chất lượng và nó đỡ hao trứng. Thời kỳ dịch bệnh Covid-19 này á, thì nói chung là nó cũng tạo ra nhiều cái thách thức cho anh em nuôi bồ câu đấy. Nhưng mà theo mình nghĩ thì ngoài cái thách thức ra thì anh em cũng tận dụng trong cái quá trình này, cũng như là trong anh em chăm sóc bồ câu của mình kỹ càng hơn này, để qua cái giai đoạn dịch này thì mình vẫn còn hàng, mình bung hàng ra bán đúng không ạ? Hoặc là trong quá trình này mình nhân giống lên, mình mua giống về, mình nhập về, mình tái đàn lại, tái cấu trúc lại cho nó cái trại của mình làm sao nó tốt nhất, để mình kịp có cái sản phẩm của mình tung ra thị trường tầm khoảng vài tháng nữa khi mới hết dịch. Chứ nhiều anh em than quá, mình lên những group hoặc là Facebook thì mình cũng thấy cũng buồn cười. Thay vì anh em buồn và anh em than thì tại sao anh em không cố gắng lên để chăn nuôi, để mình có những cái sản phẩm tốt nhất để tung ra thị trường. Tại vì ở trại mình, Minh Dũng mình cũng đánh giá là hầu như thị trường hiện nay ấy, là không đủ để tiêu thụ thịt bồ câu. Đấy, anh em chỉ cần nắm rõ cái thị trường là thịt bồ câu là có bao nhiêu là thị trường sẽ tiêu thụ bấy nhiêu cho anh em hết. Đấy, những cặp chim bồ câu ra ràng anh em có thể thấy rõ ràng này, rất là chất lượng. Bồ câu ti tan thái siêu thịt. Về cái nguồn giống thì khoảng 2 tuần trước mình cũng có làm clip nói về cái nguồn gốc của loại chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này như thế nào. Thì anh em có thể theo dõi thêm. Mình cũng, anh em ở trại Minh Dũng mình có những cái kinh nghiệm hoặc những cái nguồn thông tin nào thì đều chia sẻ cho anh em biết hết. Kinh nghiệm nuôi ra sao, làm sao để có những cái sản phẩm tốt thì mình cũng nên chia sẻ để anh em có gì biết thêm. Đây, hôm nay thì mình nói thêm về việc nuôi chim bồ câu quần thể này trước khi mà mình tách ra đấy. Thì ở trại của anh em thì cái việc mà đóng một cái chuồng này thì cũng rất là đơn giản này. Mình mua thép mình để ở dưới, xung quanh thì mình che lưới lại. Che lưới, những cái lưới này thì chim nó không bay được đâu anh em ạ. Đấy là mình thả vô thôi. Còn ở bên trong thì mình sẽ để một cái kiểu như cái máng ăn để cho gà đấy, thì nó ăn chung với nhau. Còn nước thì mình để hệ thống nước tưới, nước tự động ở bên kia, con nào khát thì nó uống. Đấy, mình thả chung trong một cái quần thể này thì kiểu như là nó tạo cho một cái chim nó có một cái thói quen ấy. Cái thói quen nó phải tranh giành thức ăn với nhau, hoặc là nó có một cái điều kiện sinh sôi và phát triển tốt nhất trước khi nó trưởng thành để trở thành một cặp bố mẹ. Anh em hiểu đơn giản vậy thôi. Đấy, những cái chuồng này thì tầm khoảng 2 tháng nữa thì cũng sẽ được lấp đầy bởi những cặp chim thái siêu thịt ở trại mình. Khi mà mình nhập giống chim ở đâu về anh em thì tại vì cũng nhiều anh em cũng nhắn tin cho trại mình là nhập ở những cái trại khác ấy, thường thường chim về nó bị chết hoặc là nó bị đi phân ướt
hoặc là nó bị đậu ấy thì cũng hay nhắn tin đến cho mình. Tại vì mình cũng không biết là anh em mua giống ở đâu, thì nó có tiêm vaccine hoặc là như thế nào hay chưa thì mình cũng không nắm rõ lắm. Nhưng mà mình cũng chia sẻ với anh em luôn là khi mà mình nuôi mua giống ở đâu thì mình cũng tìm hiểu rõ là ở cái khu vực đấy hoặc là cái trại đấy nó có uy tín hay không. Tại vì khi anh em đầu tư thì nó cũng tốn tiền, nên mình cũng lựa chọn nào cho hợp lý. Những cái cặp bồ câu Thái này khi mình mới nhập về thì tầm khoảng đây là 2 tháng anh em ạ. Thì mình nuôi khoảng 1 tháng nữa là mình sẽ bắt đầu mình tách ra luôn. Chim bồ câu thì trên 5 tháng là nó bắt đầu đẻ rồi, bắt đầu vô đẻ. Chỉ tầm khoảng vài tháng nữa là những cái cặp bồ câu này sẽ rớt hột hết thôi. Thì sẽ lại bắt đầu một quá trình sinh trưởng và phát triển. Anh em nào mà muốn giao lưu học hỏi với mình thì vẫn có thể comment ở bên dưới kênh Zalo của mình, kênh YouTube của mình này, hoặc là nhắn tin trên fanpage Nông Dân Làm Giàu của mình để có gì theo dõi thêm thông tin. Và anh em cũng có thể đăng ký kênh của mình để ủng hộ những video của trại Minh Dũng. Tham gia, nếu mà anh em nào nhiệt tình thì có thể tạo thêm một cái địa chỉ email, có gì đăng ký thêm cho kênh mình để kênh mình phát triển nhá. Đây là máy ấp trứng của trại mình này. Rồi, clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây.